Từ ngày 30 tháng 8, Bệnh viện Hùng Vương được Sở Y tế cho phép triển khai tiêm vaccine COVID-19 Pfizer, chỉ ưu tiên cho thai phụ từ 13 tuần, phụ nữ đang cho con bú. Sáng ngày 30 tháng 8, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip hàng ngàn thai phụ và phụ nữ đang cho con bú xếp hàng dài chờ vào Bệnh viện Hùng Vương trên đường Lý Thường Kiệt, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Các thai phụ và phụ nữ đang cho con bú đứng san sát nhau đối diện cổng Bệnh viện Hùng Vương là cảnh của người thân những người này đang đậu xe trên vỉa hè chờ đợi. Khi triển khai tiêm vaccine COVID-19 Pfizer, bệnh viện đã gửi một link đăng ký, nhưng nhiều người không đăng ký mà đến thẳng bệnh viện, gây ra cảnh tập trung đông khi thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện giãn cách xã hội. Gần 13 giờ ngày 30 tháng 8, bệnh viện đã có thông tin báo động về việc quá tải việc tiêm vaccine COVID-19 tại bệnh viện trên fanpage, đồng thời kêu gọi sự hợp tác từ thai phụ, người dân để khắc phục tình trạng nêu trên. Bệnh viện khẩn thiết yêu cầu người dân đăng ký trước khi tiêm để có thể kiểm soát được số lượng người đến bệnh viện.